Chào mọi người, chào các anh chị em võ sĩ nhá. Hôm nay mình qua nhà bạn Hiền nhậu chơi, thấy nó có cái radio cổ hiệu Opus 55 của Tây Đức, ra đời khoảng năm 1954 tới năm 1955. Thì ở bên trong loa của nó đó có 6 cái loa, hai cái chép, hai cái loa trung và hai cái loa bass ha. Giá hiện tại trên thị trường hiện nay đó thì bán khoảng từ 800 cho tới 1.400 US dollar. Nhưng mà thằng bạn mình nó mua vô với giá 50 đô thì hôm nay đúng là nó trúng mánh lớn. Cho nên nó mua hai chai XO, nó kêu mình qua nhậu để mà bình loạn về cái loa này cho vui. Thì sẵn mình làm cái video cho các anh chị em xem ha. Đây là cái phím mặt trước của nó. Ở đây là bên hông ha, bên hông để cho hai cái loa trung. Đó, và ở ngoài sau của nó đó thì đó như gì. Ở phía trên cái góc ở phía bên tay trái thì hai cái loa chép. Hai cái loa chép màu đen đó nó nằm ở phía góc tay trái ha. Hai cái loa trung này nằm hai bên bên thùng, còn hai cái loa bass thì nằm ở phần giữa. Đó, nhìn ngầu không? Này là cái thời bóng đèn nha. Đó, 500 của nó đó. Mở nhạc đồ này kia nghe rất là ấm áp. Hai cái loa bass nhỏ xíu gì mà nghe nó ra bass chép đầy đủ. Khi mình nghe những cái bài nhạc kêu là nhạc vàng đó, nhạc trữ tình đó. Thì hiện tại là bạn mình nó tìm cái dây này không có. Cái dây để mà câu vô trong cái input vô từ lấy những cái đường tín hiệu á. Vô trong đây thì cái loại dây này nó đặc biệt quá, tìm không có ra. Cho nên nó độ chế lại cái rắc cắm này tạm thời, giống như mình nghe như cái kiểu mono thôi, nghe một loa. Đó, tạm thời ra nghe thử như vậy. Chứ không phải là ra cái âm thanh stereo ha. Nhưng mà đã ra gì là nghe mình thấy cũng đã hay rồi. Đó. Thì bên trong cái nội thất của nó như vậy ha, đèn đốm đồ đầy đủ, radio rồi này kia, là nghe âm thanh rất là hay. Đó, bên trong của nó đó, ở phía sau của nó đó, thì những cái rắc cắm nó hơi đặc biệt một chút. Còn ngoài trước nó thì như vậy ha. Nút vàng volume với lại ấy thôi. Đó, cái mặt trước của nó đó. Nhìn cái dàn nút nó giống như cái dàn phím của piano ha. Nghe âm thanh mấy cái bài mà nhạc xưa, nhạc trữ tình thì hết sảy luôn. Bass chép trung đồ âm nó đầy đủ. Mình nghe cái loa nhỏ nó khoảng 10 in mà nó đánh ra bass thì nghe nó dày. Còn đây là cái mặt, cái nắp ở nắp chụp ở ngoài sau ha. Để mình quay cũng để làm tài liệu cho các anh chị em nào muốn biết thì xem cho biết cái đời loa này ha. Hiệu loa này Opus 55. À, cấu hình của nó như vậy thôi. Sơn đồ còn vẫn đẹp ha. Rồi còn đây là da cá sấu phơi khô với lại sừng tê giác mài ra để uống chung với lại rượu XO ha. Đây là hàng hiếm nha các anh chị em. Ai chơi cần sa bồ đào hút hít thì biết. Nhưng mà mình thì không chơi nha. Mình chỉ chơi mấy cái này thôi. Nói chung là nó giúp cho mình cường dương, bổ thận, bổ gan, bổ phổi, bổ não, bổ toàn thân nha. À, nó gọi thằng cu tí, thằng tèo, thằng đồ này này kia là thức cả đêm không muốn ngủ luôn đó. Anh chị em nào muốn có cái sừng tê giác này thì chịu khó bay qua bên rừng Phi Châu một một chuyến ha, cưa sừng tê giác về mài ra uống chơi thôi. Đó, này hàng hiếm đó. Thì ở Việt Nam thì những tay đại gia đồ này kia thì hay xài mấy cái này với lại rượu đế hoặc là rượu gạo, rượu nếp rồi này kia đó, nếp than rồi đó, thì uống vô sung ha, thức tỉnh là cu tí cu tèo đó. Nhưng mà mình thì
Ở bên Mỹ thì không có xài mấy cái rượu đó, thì mình xài XO cũng được. Đó, mình cái phơi khô thì mình ấy, mình nó giống như cái giấy nhám gì đó. Đó, cái da của cá sấu đó phơi khô lên rồi mình cà ha. Đúng hàng thì mình phải việc cà ra. Này hàng hiếm nha các anh chị em. Rồi, trà đã xong thì đổ vô ly thôi ha. Cái này chờ chờ công phu một chút nha. Bảo đảm uống vô xong cu tí cu tèo. Cu tí cu tèo không muốn ngủ nha. Rồi, mài đã xong rồi đổ vô, bây giờ rót XO vô nha. Rót vô xong rồi mình lắc cho nó hòa đều xong rồi uống. Rồi sáng nay mời các anh chị em vô một ly nha. XO sừng tê giác và da cá sấu phơi khô. Mời các anh chị em vô nha. Rồi sau đây mời các anh chị em nghe bài nhạc nha. Nghe cái radio cổ này, nghe cái bài nhạc gửi email cho mình, muốn mua cái loại nào mình sẽ cho giá. Nói chung là bán, bạn mình nó bán hết cái dàn đồ chơi của nó thì giá nói chung cũng phải chăng, nhưng mà bán ở trong vòng 50 tiểu bang ở nước Mỹ thôi nha, chứ còn bán về Việt Nam hoặc qua các nước khác thì nó không có bán, tại vì tiền shipping nó rất là mắc nha. Đó là từ tiểu bang này tới tiểu bang kia thì một cái cặp mà EA3 đó như ở trên đó thì cũng cái giá từ tiểu bang này qua tiểu bang kia thì cũng đã 180 tới 200 rồi. Tiểu bang xa hơn nữa thì 250. Đó, cho nên thì anh em nào muốn mua thì liên lạc với mình nha. Thì giá cả đồ này kia thì nói chung nó để tương đối rất là rẻ đó. Mà cái tiền shipping thì là phải mắc thôi. Nó chơi đồ chơi nó nhiều lắm, nó cũng ngán rồi, thì cái nào nó chơi xong qua rồi thì nó bán, thì anh em nào cần thì liên lạc với mình nha. Băng dĩa hay là những cái băng gốc hả?